con cố tình con bơm để cho mà nó nuốt, chủ yếu nó nuốt. Có khi mọi người mà bơm nhiều quá, cái đường ruột hiện tại nó đang yếu, cái nó không có tiêu hóa kịp, là nó nằm cái đoạn ở trong đó nó cũng sẽ không tiêu được cái chua luôn á, là nó sẽ ảnh hưởng đến mấy rồng nữa ha. Rồi, hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đào Iguna. Thì hôm nay là mình vô ngày chữa trị đầu tiên cho mấy rồng ha. Đây, mình đã chuẩn bị thuốc rồi nè. Mình kêu ông chú Năm đang lấy dụng cụ. Mọi người thấy không? Rất là lớn luôn. Mình đứng ở đây là chỉ giống như là một con kiến trên sa mạc. Mấy rồng bên đây. Đó. Đây. Mình thấy này. Đó, thấy chưa? Đang nằm nghỉ ngơi. Hôm nay mình quan sát được thì hôm bữa quan sát được thì gì đâu, hôm bữa mới hồi sáng đây nè, rồi chiều mình vô mình trị, rồi mình quay một cái clip để trị cho mọi người đang theo dõi bé từ từ mọi người nha. Chú Năm đang lấy đồ lại, đang dầm ra nè chú, để con thấy chú nha. Đây này, chú cắt cái chai bơ này ra, chú cắt chai bơ ra đi. Không, cắt phần nửa trái đi. Cắt xuôi á, xuôi là xuôi. Đây là dụng cụ bơm nè. Đây là một hũ thức ăn của mình. Mình gửi chú Năm để chú Năm cho mấy cái rồng ăn. Nha. Thì mình xác định được thì bé rồng này nó giống như kiểu là bị đường ruột mà bé không ăn. Nó không ăn được luôn hả chú Năm, đúng không? Ăn chút đỉnh nó ăn không được nhiều. Rồi bây giờ là mình phải bồi bổ cho nó. Chú để vô một tí nước nó ít cho nó hơi lỏng lỏng này. Nó không ăn được nhiều nên cho nên mình bổ sung đồ ăn vô để chi? Để cho nó cái động lực, nó giống như là cái hệ đi quá nó làm việc trở lại mọi người. Tẩy rửa hay là lọc sạch hay là các kiểu như là nó hoạt động trở lại. Mình cho có thức ăn để cho nó có chất trong đó để mà nó hoặc giống như kiểu mà mọi người chạy xe mà mọi người đổ nhớt, đổ xăng vô đi á, đúng không? Mà nó bây giờ là nó nằm ì ở đây là nó không ăn uống gì luôn đó. Đấy đó. Rồi đó, rồi cái này rồi đi vô trong đi, quay vô trong, mở cửa trong được không á chứ đâu. Dạ, về vô trong đi, cái mình quay nó đỡ đỡ rồi đó, thấy nó cái hôm bữa con vô là thấy nó còn ấy nha, bữa nay là vô thấy nó đỡ đỡ rồi. Men tiêu hóa nha mọi người, men tiêu hóa này mình để vô đây luôn đi, ngắt được không chú? Bây giờ này không có caramel nè mọi người ạ, đi đi đó. Thì mình chữa trị cho bé này á là mình bơm ít đồ ăn thôi, mình không bơm nhiều tại vì mình muốn cho nó hoạt động trở lại. Nếu mình bơm nhiều á thì cái con rồng nó không tiêu hóa kịp, cái đường ruột nó rất là yếu. Thì một tuần lễ mình sẽ làm này là 2 lần thôi. Cách cho nó vô hầm thôi. Đút thì nó nhả đấy, mình phải bơm vô sâu vô cái đút thôi. Chú đút sâu vừa không, lấy cái muỗng đút sâu vừa không. Đút vô sâu đi, chú đút sâu vô. Đúng rồi đó, đút sâu. Tại vì con cố tình con bơm để cho mà nó nuốt, chú ý cho nó nuốt hết nè. Thôi con ăn đi cho khỏe con. Ăn cho khỏe con. Ăn đi. Đó đúng rồi, nuốt hết rồi. Có khi mọi người mà bơm nhiều quá, cái đường ruột hiện tại nó đang yếu, cái nó không có tiêu hóa kịp,
là nó nằm cái đồ ăn ở trong đó, đó nó cũng sẽ không tiêu được, nó chua luôn á, là nó sẽ ảnh hưởng đến bé rồng nữa ha. Mình sẽ bơm ít thôi chứ đừng có nói con rồng bự mà mình bơm nhiều cho nó đầy bụng không, cho nó no không được, mình phải bơm như thế này. Rồi một tuần lễ mình làm 2 lần thì có khoảng tù tài à. Thấy mọi người thấy không, chăm sóc cực không không kỹ, không chú nằm ổng yêu thương động vật lắm luôn rồi, gọi tay chú làm máu nhiều lắm luôn rồi, chú nằm luôn mệt từ từ rồi, được rồi được rồi, để chú nằm rồi tay ông ra máu luôn rồi nè, ông bị cắn á, cái ông bơm bên đây nó bơm không được luôn, cứ 2 ngày cách 2 ngày đi, cách 2 ngày vô 1 lần để trị như thế nào để cho bé này khỏe luôn mọi người ha. À, đúng rồi, con này con cũng bị cắn hoài thì bây giờ hiện tại nó bây giờ bây giờ mình thả nó vô chuồng cái mình để nắng góc nắng hành chút xíu rồi. À, cái này là mình không, mình cắt không muốn á, cắt dĩa nhỏ thôi, dĩa nhỏ không muốn thôi, cắt nhỏ nhỏ cái mình gãi nhẹ lên trên thì cứ để đó thì nằm nó lợn ăn ha. À, thức ăn bổ sung nghĩa đào Iguna giúp giúp cho bé được canxi rồi bồi dưỡng thêm như các kiểu, thì mọi người biết cái thức ăn này của mình rồi đó. Ai còn để cho nữa không? Cứ để đây đi không sao đâu, thì nữa mình chị mà chú cứ để đây đi 1-2 ngày nữa thì con cái chủ nhật thì con vô nữa, con phải theo dõi bé này luôn, chừng nào bé khỏe thôi chú Năm. Đó. Bây giờ cái chuồng này chú để chuồng này phải không, thì có hướng nắng nhẹ gì cũng được, hồi nãy nhẹ nhẹ thôi, rồi chú để cho con một cái ô nước, một cái ô nước không đó phải không, ví dụ như có cái cây cũng được, gốc cây bự bự nó đeo uống nước chứ. Ờ, chú cho nó uống nước càng nhiều càng tốt thì còn mà rau muống á, rau muống thì chú cắt nhuyễn thôi, nhuyễn thì gãi miếng thức ăn nó lên là được rồi, chừng nào nó ăn thì cậy nó, còn không ăn thì thôi, mình 1-2 ngày thì mình sẽ bổ sung cái phần bơ ha. Thấy vậy chứ tỉnh á, nó sẽ tỉnh, nó có cái đồ ăn vô mình là nó sẽ câu. Con cũng bị hoài, lâu lâu cũng bị dính hoài, thả vô chuồng nha. Cho miếng nước nha chú Năm, cho nước, cứ bồi bổ nước vô, có cái ô nào để vô cũng có. Rồi ok, thì hôm nay là ngày chị đầu tiên mọi người, mọi người gắng theo dõi mình ha mình sẽ cố gắng để đi theo nó, để coi cho tới ngày mình khỏe. Mình thì mình không hứa được là phải dứt điểm 100%, nhưng mà mình phải cố gắng như thế nào. Với lại tội nghiệp chú Năm quá, ông cũng yêu thương lắm, mến chú Năm là một người giữ cái trang trại bự nha mọi người, thấy không, yêu thương lâu dài. Thì nãy mình cũng có nói rồi, hồi sáng mình cũng có nói là cái video trước mình cũng có nói, rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn, rất là thích. Ông đang rửa đầu của anh thấy không? Ông đang đi rửa, ông rửa đồ anh chị. Thực thì ông chịu khó lắm mà. À, rồi chú cũng bị ba cái con kia nó cắn hoài. Đúng rồi đó, chú để thố nước vô đó. Rau lá rau muống chú rửa sạch, cái chú cắt một cái dĩa nhỏ thôi, chú cắt dĩa nhỏ, cái chú gãi cái thức ăn nhẹ nhẹ, ít ít thôi, đừng có nhiều quá nghe chú Năm, rồi cho nó có mùi cái thức ăn thôi, mình cho ăn nhiều lần. Dạ đúng rồi, ví dụ như lâu lâu mà nó, ví dụ như nó không uống nước, chú để không uống nước thì chú bơm nước cho con, cái con rồng này nó cần nhiều nước nữa. Ờ nó sợ nó mất bụng nó phải sốt rồi, nó giải nhiệt mát. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì có gì mình hỏi trước tiếng vậy đó. Cái hôm trước mình đi cỡ khoảng 2 ngày trước thì mình đi nó yếu lắm, nhưng mà bữa nay nó đỡ rồi đó. Thì mình cũng mong bé khỏe lại mọi người, thấy không? Bé này cũng khoảng 1m3, 1m4. Nếu mà sau này mà phục hồi lại là bảo đảm cho mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi thấy gai không? Bản gai bự lắm luôn. Bản gai rất là to luôn mọi người thấy không? Rồi.
Rồi, ok mọi người ơi, thì vài bữa nữa mình sẽ ghé và mình tiếp tục điều trị lần thứ hai ha. Một hai ngày nữa đi, thì ở đây cho chú Năm theo dõi thì coi bé nó có cái tình trạng bé nó nhìn thế nào nữa ha. Rồi ok, mình xin kết thúc video tại đây thôi mọi người. Nếu mọi người thích video mình thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé mọi người. Để xem đó, thấy chưa nó lỡ nó uống nước rồi, thấy chưa? Đó. Đó, nó uống nước lần đấy. Cái bé này là có thể nha, có thể có khả thi nha, lỡ uống nước rồi đó mọi người. Thấy chưa? Đó. Cực kỳ em. Rồi ok, mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.